vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Anh làm gì sai mà em đối xử anh vậy? Anh làm cái gì sai thì tự anh biết. Anh biết rồi. Bản thân anh là một thằng tài xế quen. Từ lúc quen anh cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Vậy cái lý do gì? Bữa nay em đòi chia tay với anh. Tôi không muốn yêu một thằng nghiện ngập. Biến đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Anh xin lỗi. Em cho anh một cơ hội nha. Anh chỉ là nhất thời nghe lời bạn bè nó rủ anh chơi có một hai lần à. Anh hứa là anh sẽ đi cai, anh bỏ được. Vậy thì khi nào cai xong đi rồi nói chuyện. Còn bây giờ đi đi. Họ từng chung sống với nhau, nhưng khi phát hiện ra chồng hờ của mình sử dụng chất ma túy thì cô gái trẻ này quyết định cắt đứt mối quan hệ. Liệu ý định của My có như cô mong muốn? Anh ơi, anh giải thích với My giùm em là em chỉ nhất thời nghe lời bạn bè dụ dỗ nên em mới sử dụng chất kích thích thôi à. Tụi bay lớn rồi, đâu bay con nít đâu mà tao bay giải thích. Em biết là tụi em lớn rồi, lý ra không có làm phiền anh. Nhưng mà anh biết tính em gái anh rồi đó. Bữa giờ em năn nỉ quá trời luôn mà My không nghe. Mày là tài xế lái xe đường dài mà sử dụng chất kích thích rất là nguy hiểm cho bản thân mày, cho cả người đi đường nữa. Em hứa với anh làm cai, chắc chắn 100% làm cai được. Vậy khi nào mày cai được đi á, rồi qua đây nói chuyện với tao. Nhiều lần nhờ anh hai của My tác hợp nhưng cũng bị Khải từ chối. Sự việc tệ hại hơn khi Hùng bắt quả tang khi sử dụng ma túy tại nơi làm việc. Sao mày nói tao mày bỏ? Mà bây giờ mày vẫn còn chơi vậy? Chơi hết lần này thì em hứa anh là em bỏ. Cái thứ nghiện ngập như mày, hứa không bao giờ làm được hết á. Mà tao cảnh báo mày vậy chưa? Mày mà còn vô chỗ tao chơi, tao báo công an đó. Không ngon. Không ngon, báo công an đi. Báo công an, tao giết luôn á. Anh ơi. Dạ anh, em là thợ sửa máy tính. Hôm bữa anh có liên hệ với em trên mạng á. Ừ, mời em vô nhà. Dạ. Để anh lấy máy cho em sửa. Mới nè. Ủa, Hàn Quốc. Trời, gì mà anh tưởng ai? Anh Khải đúng không? Anh Khải, anh của My. Trời đất ơi, lâu quá trời mới gặp anh luôn. Công nhận cái đất thuận thiệt ha. Máy bị sao anh? Tay xài, sập nguồn. Dạ. Ê, máy anh chỉ bị virus thôi. Để em chạy lại cái phần mềm này nè là xài ổn định liền à. Mày giúp anh nha. Dạ anh yên tâm, này là nghề của em mà. Anh
Bộ giờ anh ở riêng đây luôn hả? Ừ, anh em anh về sống riêng. Dạ. Còn My sống đâu, khỏe không anh? Hai đứa bay lâu quá không gặp rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Từ cái lúc mà lên Sài Gòn khởi nghiệp tới bây giờ á, em đâu có liên lạc với My đâu, không có gặp luôn. Nó bây giờ công việc cũng ổn định, mà tình duyên lờ đựng lắm. À anh Khải nè, hay là anh cho em xin số điện thoại của My nha. Lâu ngày hai đứa không gặp nhau, bây giờ em liên lạc với My, bảo đảm My sẽ rất là bất ngờ luôn á. Họ chính là những người bạn cùng quê khi nhỏ. Khi người thanh niên này gặp lại cố nhân thì cũng được Khải kết nối cho Quốc gặp lại My. Điều này cũng được những người bạn của Hùng biết và cảnh báo. Ê mày, sao giờ còn nào ở đây? Đáng lẽ giờ này là mày phải chở nhỏ Tiểu Thư đi chơi chứ. Chia tay rồi. Sao mày mỏ cái mỏ vàng uổng vậy? Nó chê tao nghiền ngập rồi nó bỏ tao, chứ tao có bỏ nó đâu. Nó chê mày nghiền ngập là cái cớ thôi. Nó muốn kiếm thằng khác á, xứng tầm với nó hơn. Mày nói vậy là sao? Tao nói vậy giống cái gì nha. Mắc công tao nói tao lại nhiều chuyện nữa. Phong! Cảm ơn anh, hôm nay đã đưa em về. Trời ơi, hôm nay My sao vậy? Khách sáo quá. Lúc trước đi học á là Quốc cũng đưa rước My bình thường mà có gì đâu. À, em có cái này cho anh, để em xíu nha. Mày là cái thằng bữa giờ hay đưa rước bạn gái tao hả? Ủa? Đứng lên. Anh ai vậy? Tao nói bị điếc hả? Anh làm cái gì vậy? Chị đi hả? Ai cho anh đi vô đây? Anh nói vậy anh có sao không nhở? Anh Quốc anh có sao không? Em nên nhớ, em vẫn còn là người anh thương. Bất cứ thằng nào có ý định lại gần em, tán tỉnh em, anh đều không tha cho nó hết. Tôi và anh Quốc đang tìm hiểu nhau. Còn anh, tôi nhắc lại lần nữa, anh không có phận sự gì trong nhà của tôi. Mời em đi cho. Chính lời nói của người bạn sống chung, nên khi thấy bất kỳ ai bên cạnh người mình yêu thì người đàn ông này cũng đều dùng các hành vi bạo lực để hù dọa. Anh uống nước đi. Không sao đâu em. Trước đây em với ảnh có quen nhau, nhưng mà sau khi em biết được là ảnh sử dụng chất kích thích thì em cắt đứt với ảnh rồi. Nhưng với tính cách của người yêu cũ của em như vậy á, em ở đây một mình anh rất là lo cho em. Em cũng hơi lo, nhưng mà cũng chưa biết giải quyết sao cả. À, anh có cách này để giúp em. Cách gì vậy anh? Anh nhờ bạn của anh giúp cho em. Ức chế vì bị đánh vô cớ nên Quốc tìm những người bạn xã hội để nhờ giải quyết, và ý định này cũng được My tán thành. Yên Nhi, bữa ngày nay trận chung kết rớt phải không? Xui quá trời luôn. Bắc Inter mà Man City nó kèo trên, bay mất chục chai. Tao có kèo này cho mày kiếm tiền lại nè, làm không? Có tiền làm chứ mày. Kêu mấy thằng đệ mày giúp tao một chuyện, tao sẽ dụ nó tới đây. Tụi mày đang làm cái chó gì vậy? Giờ có người thuê tao đập mày, được không? Cách Hùng
Quận hành xử với Quốc, cách Quốc trả thù và sự thờ ơ của cô bạn gái cũ khiến cho kẻ nghiện ngập này ghim mối thù hận trong tận đáy lòng. Trong cơn quốc ức khiến Hùng nghĩ chính My đã ép mình vào chân tường. Khốn nạn, mày thằng chó kia là một lũ hèn hả? Tụi mày tưởng kêu năm bảy thằng giang hồ đánh tao là tao sợ hả? Không anh ơi, anh bình tĩnh đi. Không phải em đâu, em không cố ý. Chỉ là em sợ quá nên là anh quốc anh. Nên là lên là mày kêu giang hồ đánh tao hả? Không phải. Mày im cái miệng mày lại đi. Bây giờ cái lời nói của mày tao nghe không có lọt lỗ tai. Ngay bây giờ tao sẽ kết thúc cái mạng sống của mày ở đây. Tao cứu mày ơi. Mày la đi, mày cứ la đi, không ai cứu mày kịp đâu. My ơi, My, em sao vậy My? My ơi, trả lời đi My. My ơi, My. Ngay bây giờ, ta sẽ kết thúc cái mạng sống của mày ở đây. Sau khi giết chết người yêu cũ với những biểu hiện của sự hoảng loạn, Hùng cũng định tự tử để được chết cùng My. May mắn khi Quốc đến kịp đưa bạn gái đi bệnh viện thì cô gái trẻ này giữ được tính mạng, còn hung thủ thì bị bắt ngay sau đó. My ơi, ráng đi em, anh đưa em đi bệnh viện nha. My. Xét thấy hành vi của bị cáo đủ yếu tố kết tội giết người nhưng không thành, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 16 năm tù giam. Về phía Quốc cũng bị phạt hành chính vì tội xúi dục người khác đánh nhau. Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ở đây nữa. Anh làm gì sai mà em đối xử anh vậy? Anh làm cái gì sai thì tự anh biết. Anh biết rồi. Bản thân anh là một thằng tài xế hoang. Từ lúc quen anh cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mày cái lý do gì? Bữa nay em đòi chia tay với anh. Nếu yêu nhau thật sự thì My nên dùng những lời lẽ chân thành khuyên Hùng đi cai nghiện. Biết đâu chính suy nghĩ khoan dung này sẽ xây dựng lại không một con người lầm lỡ. Em nghe bạn anh nói là anh sử dụng chất kích thích. Anh xin lỗi em. Anh không muốn vậy đâu. Anh biết cái đó là xấu. Nhưng mà hôm bữa anh lỡ nghe lời bạn anh, anh không làm chủ được cảm xúc của mình. Nếu như ba mẹ em biết chuyện này thì tụi mình coi như chấm dứt. Bây giờ anh phải đi cai nghiện, làm lại cuộc đời. Còn không, em không chắc là ba mẹ sẽ đồng ý cho em quen anh đó. Anh nghe lời em à. Ngay ngày mai anh sẽ đi cai nghiện. Với tính cách của người yêu cũ của em như vậy á, em ở đây một mình, anh rất là lo cho em. Em cũng hơi lo, nhưng mà cũng chưa biết giải quyết sao cả. À, anh có cách này để giúp em. Cách gì vậy anh? Anh nhờ bạn của anh giúp cho em. Cá nhân Quốc phải biết hành động này chẳng khác nào dồn nén sự ức chế lên một kẻ nghiện. Nếu người đàn ông này làm như vậy thì cũng vi phạm pháp luật. Thay vì như vậy, Quốc nên khuyên My trình báo cơ quan có thẩm quyền. Anh nhờ bạn của anh giúp cho em. Bạn anh giúp em bằng cách nào? Em yên tâm đi, bạn anh là dân anh chị viên xã hội, cho nên là bạn anh sẽ có cách giúp theo kiểu xã hội.
Không đủ đâu anh ơi. Em thấy chắc là mình phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp á. Cũng được. Anh nghĩ cách tốt nhất là bây giờ em làm cái đơn, em tường trình tất cả mọi thứ trong đó rồi nộp cho cơ quan chức năng. Nhưng mà nếu như anh biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ không tha cho em đâu. Không sao đâu. Anh nghĩ là khi cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ của em thì họ sẽ có cách giúp em.